Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com. Và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2016. Chúng tôi đang quay bộ sập thờ này theo yêu cầu của bác ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chính xác ra là bác đã đặt bộ này cách đây chừng 2 tháng. Và chúng tôi đã hoàn thành cái phần mộc cũng được gần 1 tháng rồi. Nhưng mà cái đợt vừa rồi là nắng nóng quá, cho nên là và để lắp ra phía trước cửa hàng thì sáng sớm nó đã nắng rực rỡ rồi. Còn hôm nay thì có tí mây nó mát mẻ một chút. Và tôi đã lắp ra ngoài này để tôi quay cho bác ở Thủy Nguyên, Hải Phòng xem. Thì kính thưa quý vị và bác ở Thủy Nguyên, là cái đơn đặt hàng của bác thì gồm có là một chiếc sập thờ chân 20 và kích thước mặt là 2m17 x 1m07, tổng chiều cao là 1m27. Và cái này của bác thì nó có khác cái bình thường là bác có đặt cái chiều dày của cái mặt này là dày lên hơn. Chi tiết là chúng tôi đã ghi ở trong đơn đặt hàng rồi. Thế thì bình thường ra thì cái độ dày chúng tôi làm tiêu chuẩn nó đã đủ dùng. Nhưng mà bác cẩn thận, bác đã thêm tiền để thêm độ dày. Chúng tôi thì thường khuyên khách hàng là không cần phải thêm. Bởi vì chúng tôi làm theo cái tính toán ban đầu thì chúng tôi đã xẻ gỗ trước để nó thuận lợi hơn cho chúng tôi. Tuy nhiên là khách có yêu cầu riêng thì đôi khi là cũng phải đáp ứng. Nhất là với những cái mùa này thì nó tiện hơn. Còn nếu mà sát Tết thì nhiều trường hợp là tôi không dám nhận. Vì sát Tết chúng tôi đều làm theo kế hoạch và những cái phôi đã được xẻ sẵn để trong kho thì cứ thế lấy và làm nó mới kịp. Thì nếu mà bắt đầu xẻ từ đầu thì e rằng không đảm bảo cái tiến độ. Cho nên là bác nào mà đặt những cái thứ mà nó không được thông lệ mà đặt tránh vào dịp Tết ra thì nó thuận lợi hơn cho bên sản xuất. Thì cũng như hiện nay là cái đơn của bác là ngoài cái sập thờ ra thì còn có chiếc ngai thờ và đôi khung ảnh thờ. Bây giờ tôi đi vào từng chi tiết. Là cái sập thờ này thì theo công thức chung vẫn là trên mặt là từ mặt đến cái phần cổ dưới này là gắn liền. Và ở bên bốn góc là có bốn cái bao lan. Thế thì ở giữa vẫn là cái cuốn thư tượng trưng cho văn võ song toàn và hai bên là kỳ lân hướng vào. Ở giữa vẫn có 5 đồng tiền là tượng trưng cho sinh lộc. Và bên cạnh này là có hình con rơi tượng trưng cho phúc. Ngoài ra thì ở đây là đang xem với các cây giấm. Đây có cả những cái chữ thọ triện đấy nữa, đủ bộ phúc của cọ. Ngoài ra là ở những cái cảnh góc này chạy thì cái chuyện gấm của bạn tượng trưng cho bạn tự như ý. Tiếp theo cái phần phông chính là có ở giữa là hổ phù và bên cạnh chính là tứ linh long ly quy phượng. Hiện nay là đã làm được hơn tháng và hiện nay trông trên hình là nó tương đối bụi bặm, vẫn còn cả những cái phần mạng nhện cũng như là bụi thì chúng tôi để trong xưởng là nó cũng có vừa nãy vừa quét qua rồi nhưng mà cũng chưa được thật sạch. Nhưng đến khi thành phẩm lên thì sẽ đánh giá thật kỹ và cọ và long lanh toàn thể luôn. Thế ở giữa là hổ phù với những cái đường nét rất là tinh xảo và có thể nói là trông tương đối là dữ tợn, bởi vì là hổ phù là phải thế chứ hổ phù mà hiền thì không được. Và những cái móng vuốt thì rất là sắc bén. Đây, bên cạnh đây là long và phụng, đây là trên hình ảnh là long và quy, tức là rồng và rùa. Còn bên này là phượng và lân, long ly quy phượng, mà ly và phượng, kỳ lân và phượng. Tại sao mọi người lại rất ưa chuộng cái hình tượng tứ linh? Bởi vì là long là tượng trưng cho quyền lực, cái sự thăng tiến. Quy là tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ. Kỳ lân là trấn trạch, là ngăn cản những cái điều xấu. Và phượng hoàng là biểu trưng cho cái phần tinh thần. Và ở đâu có phượng thì ở đấy có sinh ra thiên tài. Với vốn ý nghĩa đó cho nên là từ các bậc vua chúa quan lớn cũng như là bà con thông thường là đều ưa chuộng tứ linh. Ngoài ra thì cái phần chân
Nét đặc sắc nhất của bàn thờ chúng tôi chính là bộ chân. Thì chân ở đây là thông thường thì chân sẽ hầu hết các nơi là sẽ làm chân nó tương đối thẳng, nhưng mà riêng đồ gỗ Đức Hiền là duy trì cái dáng chân cong này. Đây quý vị nhìn ở trên, sau khi nó phần nhô ra và đến cái phần chân thì cót lại, xong lại nhô ra tạo thành cái hình chữ S. Và cái dáng chân quỳ như thế này là trông nó rất là khỏe và trông nó đô đá. Và nhất là nhìn theo chiều nghiêng, nhìn theo chiều nghiêng thì trông cái phần ở giữa nó phình lớn và chỗ giữa nó thoát trở lại, nó lại phình ra và tạo nên, nó làm cho chúng ta có cái con mắt nhìn nó không bị đơn điệu, trông thì nó khỏe và đúng cái dáng cổ. Tuy nhiên là khi mà làm như thế này thì cái chân ở phần giữa trông nó sẽ cảm giác như là bị bé đi. Nhưng chúng tôi thấy rằng là với mức độ chân 20 nó đi vào cái trụ này cũng như bốn cái chân voi rồi, vẫn là đủ dùng rồi. Tuy nhiên là trường đặc biệt cũng có những bác là đặt chân 22, chúng tôi cũng đáp ứng. Và hiện nay trong cửa hàng chúng tôi là đang có cả chân 20 và chân 22. Đến ngày hôm nay là mỗi loại đang còn một chiếc để phục vụ quý vị, và chúng tôi vẫn đang sản xuất tiếp. Thực tế thì làm cái này nó cũng không nhanh, cho nên là thường trong cửa hàng lúc nào chỉ có được 2 đến 3 chiếc thôi. Còn bác nào muốn đặt vài cái thì là nên có kế hoạch đặt sớm. Tôi nhớ hôm trước là có một bác tên là bác Lượng ở trong Bình Dương, là bác đã lấy liền mấy cái. Bác lấy mộc thôi, vì bản thân bác chính là một xưởng mộc. Bác lấy về để hoàn thiện để giao cho anh em bạn bè người nhà trong đó. Thì hôm đó là con gái bác đến thì thấy có luôn sẵn mấy cái thì bác lấy luôn và rất là phấn khởi. Bởi vì nếu mà đặt thì phải chờ đợi, có thể những cái mùa này có thể là một tháng, nhưng mà nếu mùa Tết thì có thể là lên đến hàng tháng, mấy tháng. Bởi vì chúng tôi đã nhận là phải ra chất lượng ổn định đúng như thế này. Và nếu quý vị thường xuyên theo dõi kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com gạch chéo Đồ Gỗ Đức Hiền thì thấy rằng cái sản phẩm này chúng tôi đã giới thiệu đến bây giờ là lần thứ phải khoảng độ 15-20 lần rồi. Bởi vì là chúng tôi là bán hàng toàn quốc, và khách hàng ở xa thì sau khi được người quen giới thiệu mà lấy thì chỉ có nhìn qua hình ảnh chứ không đến trực tiếp. Cho nên là chúng tôi đều có cái phần là quay phim và thuyết minh lại để khách hàng từ xa có thể xem được. Nhưng mà quý vị thấy là đến 20 lần hoặc là hơn 20 lần chăng nữa thì lần nào chúng thế là chúng tôi chất lượng hoàn toàn giống nhau, kiểu dáng không hề thay đổi, bởi vì khách hàng đã chuộng cái mẫu này rồi, chúng tôi cũng không dám thay đổi mẫu nữa. Và sau khi đã giới thiệu chiếc sập thờ, bây giờ tôi lia nhẹ trên này quý vị quan sát chiếc mặt bàn. Mặt bàn của bác dày cho nên là đấm nó kêu bụp bụp. Tiếp theo là chiếc ngai thờ. Chiếc ngai thờ và khung ảnh thờ thì không cần thuyết minh gì thêm, thì kiểu dáng nó vẫn thông thường này. Và tôi nhớ là đầu năm âm lịch vừa rồi là chúng tôi đã giao một chiếc sập thờ như thế này và chiếc ngai thờ giống hệt trên hình cho gia đình nhạc sĩ Lê Tịnh ở phố Minh Khai, Hà Nội. Bên cạnh này là hai khung ảnh thờ. Hai khung ảnh thờ này chúng tôi làm bằng gỗ hương, bởi vì làm gỗ hương gỗ vụ và giá như nhau, chúng tôi cũng có tận dụng cả những cái gỗ của việc làm bàn ghế ra, nên tôi quyết định làm gỗ hương cho bác, mặc dù bác đặt gỗ vụ thôi. Và cái theo kinh nghiệm sử dụng thì là nhiều trường hợp là trên bàn thờ chúng ta để nó quá nhiều đồ
đó là che lấp cái ảnh của các cụ, cho nên là ở dưới này á, chúng ta có thể kê lên cái bộ vàng mã nó dày lên chừng 15 cân, ta sẽ khỏi vàng mã ấy, và thành một khối rồi chúng ta đặt bên dưới và đôn các ngài lên, thì chúng ta là vừa đảm bảo cái tính chất là trông nó cân đối, và đồng thời là để vàng dưới chân các cụ phù hộ cho con cháu một năm kiếm được từ tần từng đấy thôi là đủ dư giả, đủ thoải mái rồi. Và những cái hình ảnh này quý vị đang xem là được quay của từ hãng đồ gỗ Đức Hiền.com với số điện thoại 0984 666 999 quen thuộc của quý vị. Và xin quý vị có hỏi giá thì điện thẳng trực tiếp hoặc nhắn tin, chứ không hỏi trên website, bởi vì chúng tôi không thường xuyên theo dõi được. Cái website chúng tôi đăng lên là báo cho quý khách và quý khách cứ, và khách ở xa thì cứ xem tự nhiên, còn ai cần gì thì hỏi. Và nhắc đến là chiếc sập thờ của bác ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, quay ngày 22 tháng 6 năm 2016, là tôi sẽ tra tìm ra ngay và sẽ báo cáo quý khách là giá bao nhiêu tiền. Những hình ảnh đang quay là được quay ở phía trước khu A của chúng tôi. Khu A là 6 tầng, mỗi tầng 200m2, và phía bên kia là khu B. Quý vị nhìn thấy chiếc đồ gỗ Đức Hiền đây, những chiếc Đức Hiền, và số điện thoại 0984 666 999. Bên này chúng tôi là 4 tầng, ở mỗi tầng cũng 200m2, tổng cộng 2 khu là 1200m2, kín đặc đồ với hàng trăm bộ bàn ghế, ghế ăn, giường, tủ tranh, tượng, đồ thờ, sập vụ, tủ chè, vân vân. Và đặc sắc là có cả một số chiếc sập cẩm lai liền mặt liền một lá, và gỗ hương sập hương đá Nam Phi với cái vân đẹp đặc biệt. Trong này thì những người công nhân của Đức Hiền vẫn đang, những người thợ của nhà Đức Hiền vẫn đang làm rất là khẩn trương để hoàn thiện bộ trường kỷ gỗ lim dành cho một khách hàng, anh là lãnh đạo của Agribank Sài Gòn. Mới hôm qua trong khi tôi đang giao dịch ở tại ngân hàng thì cũng là cùng lúc là anh đã chuyển tiền đặt, chuyển hàng vào. Vì khách hàng đề nghị giấu tên cho nên chúng tôi không dám nói tên của khách ra, nhưng mà có tiết lộ một chút là anh có đuôi số điện thoại 529, là lãnh đạo cao cấp của Agribank Sài Gòn. Đó, tôi đang khẩn trương, chắc là bộ trường kỳ này trường độ một tuần nữa sẽ giao được ở trong Sài Gòn rồi. Nhân tiện đây giới thiệu với quý khách là chúng tôi trường kỳ gỗ lim hiện nay vẫn còn hơn 10 bộ ở tại cửa hàng, cho nên là khách tiêu dùng cũng như là khách buôn đến là lấy được luôn. Tất nhiên đây mới là phần mộc thôi, còn hoàn thiện thì chúng tôi sẽ hoàn thiện dần dần. Có cái chúng tôi còn đang nợ rất là nhiều hàng của khách, cho nên là phải hoàn thiện từ từ dần dần chứ không vội vàng được. Với tinh thần là ai cần trước thì chúng tôi phục vụ trước, còn nếu mọi người cùng cần thì ai xếp hàng trước thì chúng tôi ưu tiên làm trước, cho nó đảm bảo với tính chất công bằng. Đồ gỗ Đức Hiền đã thuyết minh cũng tương đối dài rồi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong clip sau. Chúng tôi đang quay thì cũng tương đối nguy hiểm bởi vì xe cộ giao thông trên đường. Còn giờ đứng sách một chút đây.